sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u. Có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Dòng đường chân chúa đi, thánh sắc bóng như con đường ngập ngây, mừng đôi cao với ngôi sâu, hãy biến thành như con đường thẳng tắp. Dòng đường chân chúa đi, chúa về và chúa đi, nước chúa đang đến về, nước chúa đang đến về. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đường đời cong queo xuất phát từ tâm hồn cong queo. Và tâm hồn cong queo là do chúng ta đã chọn sai con đường mình phải đi. Đó là những tâm tình suy niệm của tác giả Pio 10 Bảo Lê mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong một phút cầu nguyện hôm nay. Người ta thường ví đời sống con người như một cuộc hành trình. Bước chân vào đời đồng nghĩa với việc bắt đầu một chuyến đi. Nhưng đi cũng có nhiều cách, nhiều kiểu. Đó là chưa kể mỗi người có một cái đích khác nhau để đi tới. Có những cái đích thật rõ nét, thể hiện qua tác phong và nếp sống của người đã chọn nó. Nhưng cũng có những cái đích mơ hồ theo kiểu đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Hễ nói tới đi, tất nhiên phải nói tới con đường như một hệ quả tất yếu. Đường đi nước bước còn ám chỉ sự am hiểu trong cuộc sống. Tất nhiên, không ai muốn đường đời của mình gập ghềnh, khúc khuỷu. Chúa lại càng không muốn điều đó. Con đường của Adam, Eva lẽ ra đã phẳng như gương, êm như nhung và rất đầy hoa hồng. Nhưng Adam, Eva đã chọn sai. Con đường Sinai của dân Do Thái xưa lẽ ra chỉ cần một tháng với lương thực sung mãn, nhưng dân Do Thái đã chọn sai. Con đường chiếm hữu thiên đàng của tên trộm bên tả Chúa Giê-xu lẽ ra cũng đơn giản và dễ dàng như của tên trộm bên hữu, nhưng hắn cũng đã chọn sai. Như vậy, chúng ta đang đối diện với một nghịch lý là chúng ta muốn đường đời của mình bằng phẳng, nhưng cũng chính chúng ta là tác nhân tạo nên những gồ ghề quanh co trên đường đời của chính mình. Những nhà làm dự án cũng muốn phóng những con đường thẳng tắp thênh thang. Thế mà chỉ vì con đường dự án đụng phải một nhà xếp lớn, nên đành phải uốn cong một chút để trở thành con đường dự ớn. Hóa ra, chuyện uốn cong không phải hiếm hoi gì trong xã hội loài người. Trái lại, còn rất phổ biến là đằng khác. Trong buôn bán thì bẻ móc vặn cân. Khi viết báo thì bẻ cong ngòi bút. Lúc xét xử án thì uốn cong luật pháp. Khi bon chen đường hoạn lộ thì uốn gối lưng cong. Lúc tranh giành quyền lợi thì uốn cong sự thật. Cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hồng ra khỏi, người mong chui vào, là thế. Đường đời cong queo xuất phát từ tâm hồn cong queo.
những chuyện đó chắc chắn không phải mới mẻ gì. Không phải là chuyện của vài chục năm hay trăm năm, mà là chuyện của nhiều ngàn năm. Doan Tiền Hô không phải là bộ trưởng công chánh đi kêu gọi dân chúng sửa chữa đường xá, cầu cống cho xứ Judea. Ông kêu gọi mọi người sửa chữa những cong queo trong tâm hồn. Nhưng tiếc thay, ông vẫn là tiếng kêu trong hoang địa. Tiếng kêu trong hoang địa chỉ vang vọng trong tiêu sơ, không hề có chút đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chả thế mà, đến hơn 2000 năm sau, tâm hồn con người vẫn cong queo, không duỗi thẳng ra được. Tâm hồn cong queo khiến cho thị giác bị khúc xạ. Ơn cứu độ vẫn có đó, nhưng tôi nào thấy. Tôi chê nhiều người cố chấp, đến nay vẫn còn chờ đợi đấng Messiah. Vậy mà tôi cũng không hề có đấng Messiah trong tâm khảm của mình. Tôi còn mãi lo tự cứu mình giữa bao nhiêu hỗn độn của thế lực trần gian. Tôi chọn cách khôn ngoan của thế gian hơn là khôn ngoan của sự sáng. Tôi cũng dùng mưu ma trước quỷ để đối phó với mưu ma trước quỷ. Tôi loay hoay, dĩ độc, trị độc. Tôi nhọc nhằn vất vả vượt qua những quanh co, gập ghềnh của đời sống bằng chính sức của mình. Khi chinh phục được một đoạn, tôi nghênh mặt tự hào. Lúc trượt dài lao xuống hố, tôi chán nản tuyệt vọng. Tôi không hề thấy có một đấng luôn đồng hành cùng tôi, luôn sẵn sàng chìa tay ra bất cứ lúc nào tôi cần tới. Tôi quên mất rằng ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong hân hoan. Những thiệt thòi do từ chối khôn ngoan thế gian sẽ được đền bù gấp trăm ngàn lần. Tôi có một con đường bằng phẳng để đi. Con đường của cậy trông và phó thác, con đường của bình an và ân sủng, con đường của khiêm nhượng và vị tha, con đường của vui mừng và hy vọng. Tôi cũng có một ơn cứu độ để thừa hưởng, nhưng tôi đã chọn sai. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao các vị thánh tử đạo khi ra pháp trường mà mắt nhìn trời, miệng hát vang và cười tươi vui vẻ. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao mẹ Teresa Calcutta đi chân đất mà sẵn sàng bán chiếc xe do Đức Thánh Cha ban tặng để lo cho người nghèo. Bởi vì họ đi trên những con đường bằng phẳng, thẳng thớm, nên không e ngại điều gì hoặc cần bất cứ phương tiện nào hỗ trợ. Cứ như là nhắm mắt đưa chân cũng đến nơi. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con đủ đức tin để nhận ra Chúa luôn đồng hành với chúng con trên vạn nẻo đường đời. Nhờ đó, chúng con biết tin vào Chúa trong mọi sự và định hướng đúng đắn cho cuộc sống của chúng con. Đường đời của chúng con sẽ không còn gập ghềnh khúc khuỷu bởi kiêu căng ganh tị hay mưu mô lọc lừa. Và chúng con sẽ được chiêm ngưỡng ơn cứu độ mà Chúa đã dành sẵn cho chúng con trong ngày sau hết. Amen. Khi tâm hồn băn khoăn cho cuộc sống mai sau, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng.
tâm hồn băn khoăn, đang từ hối ăn năn. Có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.